điện trực tiếp. Khả năng là ông bận. Cháu ruột tin chú trả là chú cầm chú xem. Vì ra là ông không có thời gian để ông xem. Không có thời gian xem Zalo, Facebook vớ vẩn bây giờ. Thời gian để ông ngồi nói chuyện đối tác bây giờ. Cười không? Thời gian bảo về ngủ đéo có. Có thể nào có những cái cuộc chơi như cuộc chơi ra tiền. Không, ông ấy không thời gian. Chú biết là chú không ngồi đấy. Nay mai chú ví dụ chú xin được làm ông đấy chú biết. Chú biết là ông bận như là. Chú hiểu là về gọi là về ăn cơm gọi là nghỉ còn không ra nghỉ cơ. 1-2 giờ đến trưa thì ông về, ông về ông ăn cơm đấy ông lại thì chuẩn bị ông lại không đi không. Có mùi thuốc béo gì không? Mùi nhà Ngọc Viên nó làm. Mùi đấy là gọi mùi phù điêu. Mùi phù điêu. Ra đây ngồi. Ngồi đây. Gãy mày ai chỗ nào được mày nghĩ mày bao nhiêu cân một ghê thế. Tạ giờ phải. Cây này hỏng vậy ai? Không, trăm cây đâu phải dễ. Hả? Trăm cây đâu phải dễ. Nhìn qua nhà đẹp nhỉ. Nhà như cái con thuyền nhỉ. Thuyền gì? Nhà này nó xây kiểu tự tháp ấy, chính lăng ấy. Nhìn như cái con thuyền luôn. Mày nhìn nhìn cái đầu mũi thuyền. Như con thuyền ở Trung Quốc xâm lược Việt Nam ấy kìa. Y như cái thuyền. Kia là đài pháo bây giờ. Ra đây ngồi nó còn kinh khủng hơn. Vào trong rừng mơ, vườn mơ. Đấy, ngồi đây được không? À, hiểu một chậu nữa vậy nhỉ? Chậu bao tiền? 100.000. Cái chậu loại gì? Mua một cái chậu ấy hơn 100.000. Nhưng mà cây bình thường. Cây cái gì? Sờ vốt lá thôi không được giữ lâu. Không, đây ta cầm cái này, ai làm gì? Sờ phát bỏ ra ngay, không nó động gốc. Nó gỗ? Ừ. Nó lay gốc đấy. Ừ. Vậy thằng Hùng Ba nó còn cấu bục lá. Bục lá nó mới chịu. À đây vừa đóng luyện này nhỉ. Ừ. Ôi, ông xây nhà nhà trọ. Hả? Xây nhà nhà trọ. Ở lúc mà ra trọ à, kia.